đây chỉ là cái bộ kit của mình, ở bên trong có tất cả đồ mà mình cần hôm nay. Mọi người đã ăn sáng và ai cũng sẽ mặc một chiếc áo tình nguyện viên. Đây là Joseph. Christopher đang mặc một chiếc áo màu đỏ. Christopher. Và đây là Carla. It's today, it's today. Hello. Ya lleva a bailar. Hôm nay là ngày thứ hai. Việc đầu tiên bọn mình làm khi đến sân khấu đó là đi kiểm tra cái phần ban công của bọn mình trên sân khấu để đảm bảo là không có gì sai sót cho màn biểu diễn sắp tới. Hello mọi người, bây giờ bọn mình trước giờ diễn chiều nay bọn mình sẽ được kiểm tra cái khu vực này. Khu vực này là khu vực cấm. Nhưng mà bọn mình sẽ biểu diễn nên bọn mình được kiểm tra khu vực này. Đây chính là tầng số N5 và O5. Mình có một đáp một không ba con đi, có nghĩa một ban công đôi. View nhìn bên dưới sẽ như thế này. Quá là hình tròn. Impegnati per il bene. 22 giờ đêm, bọn mình đã kết thúc hành trình tập luyện cũng như là biểu diễn cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới và đi làm đánh giá. Và thực sự hôm nay cảm xúc quá là bùng nổ khi mà bọn mình được đại diện cho giới trẻ của thế giới để có thể
thực hiện cái vũ đạo trong màn biểu diễn này. Một lần kỷ niệm luôn. À, và sau cái ở buổi biểu diễn ngày hôm nay thì ban tổ chức cho phép bọn mình mang tất cả đồ tập về. Đây là đôi giày mà bọn mình dùng khi mà diễn đi làm hình giá, cũng như là một cũng như là bộ đồ mà bọn mình biểu diễn. Ban tổ chức chọn mình cầm về hết, rất là vui. Và bây giờ bọn mình sẽ lên xe bus để đi về, và ngày mai sẽ sẵn sàng cho đêm diễn nguyện cuối cùng của đại hội giới trẻ. Hào hứng quá đi. Everybody put your hands up. Here right now. Yeah, let's go. Buổi canh thức này diễn tả một cái câu chuyện về một cuộc gặp gỡ có sức biến đổi. Và bây giờ chúng ta đang theo dõi một vở kịch có lẽ